Sáng hôm nay, thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020, sau khi nghỉ lễ thì bưu điện đi làm việc em có gửi đi gửi 18 tỉnh thành phố. Gửi 18 cái luật cho 18 anh em cố thủ của 18 tỉnh thành phố. Thì sẵn tiện em cũng làm cái clip giới thiệu chất liệu giá cả của từng loại luật cho anh em tiện tham khảo. Thì anh em nào quan tâm luật cô gái tỉnh Bình Thuận vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874 em đã niêm yết trên màn hình. Thì hình thức ship luật bên em là nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe, nên không có anh em đừng có comment lừa đảo này kia, cũng hơi 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 ngại tại vì hình thức ship luật nhận hàng kiểm tra thanh toán thì lừa đảo, chỉ có anh em không hiểu anh em nghĩ sao anh em kêu lừa đảo luôn ha. Về cái luật đầu tiên em muốn giới thiệu cho anh em đó là cái luật thép mạ đồng trụi nóc móc sắt như trên màn ảnh nhỏ của anh em, là 700 ngàn bao ship, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 700 bao ship. Luật thứ hai đó là luật khung nguyên nóc nan thép mạ đồng trụ móc ti đồng 900 ngàn bao ship như hình, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 900 bao ship. Tức là cầu dài hay ngắn nó không quan trọng, quan trọng chất liệu nó mới nói lên giá cả. Thì bên em báo giá như hình, tức là gồm có lá cống đầy đủ như hình nha anh em. Cái luật thứ ba đó là luật inox nguyên cái trụ móc ti đồng 1 triệu bao ship, tức là khung inox nan inox trụ móc ti đồng 1 triệu bao ship. Thì nhắc lại hình thức ship luật bên em là nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe, nếu anh em không thích thì anh em không có nhận hàng. Lưu ý chỗ đó, bên em nhận hàng mới trả tiền, anh em cứ yên tâm. Luật thứ tư đó là luật khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng 1 triệu 2 bao ship, cầu tử cũng từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 1 triệu 2 bao ship như hình. Tại sao em cứ nói bao ship như hình, tức là phụ kiện như hình nha anh em, gồm có lá cống như hình. Thì ngoài cái hình này ra, giả sử như cái áo lụp dây đeo 100 ngàn anh em phải mua riêng, em không có báo giá trong này đâu, thì cái phụ kiện là em bao cho anh em là như hình hình sau lụp gửi tới như vậy. Luật thứ năm đó là luật xanh cánh bướm, tức là cái xanh xếp hình cánh bướm như trên màn ảnh nhỏ của anh em, là 1,3 triệu bao ship. Thì cái luật cánh bướm này hình thức hoạt động nó rất đơn giản, thì khi con bổ nhảy vào cái xanh nó sẽ tự động bung ra như trên hình em đã bung ra sẵn cho anh em thích thì anh em xếp hình, không thích xếp xanh, không thích thì anh em bung ra sẵn. Thì đằng nào con bổ nhảy vào cái xanh nó cũng sẽ tự động bung ra để nó hứng bổi. Nếu anh em nào muốn tham khảo kỹ hơn cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái tinh linh Bình Thuận, rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục test lục em đã để sẵn lên trên kênh YouTube của em. Anh em cứ lên đó tham khảo hoặc liên hệ Zalo 0947 252 874, em sẽ gửi clip cho anh em hoặc cách thức hình thức sử dụng lục đó. Anh em nhìn từ trên xuống thì con anh nhìn từ trên xuống người ta chỉ thấy cái cầu tử, không thấy gì hết. Thì ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lục đa năng, tức là lục hai chức năng như trên màn ảnh nhỏ của anh em. Thì cầu tử 60 cm phía trên là cầu tử đàn cò, cầu tử phía dưới là 35 cm cầu tử lục cây. Thì cái lục này có giá là 1,5 triệu bao ship, chất liệu là khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng. Thì cái lục này thì đôi khi em nói về em cùng anh em cũng không có tưởng tượng ra được, thì rất dễ sử dụng anh em cứ lên kênh YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái đa năng, cô gái tánh linh Bình Thuận, có rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục em đã bỏ sẵn lên trên đây đó ạ. Thì ngoài ra bên em cũng cung cấp thêm mẫu lồng gáo cầu tử 60 cm tháo rời 550.000 đồng bao ship, chất liệu nó là khung inox nan thép lưỡng kim. Cái này là đánh rất giống cái đàn cò nha anh em, mà cái lục này cũng không cần lợp lá đâu. Ê, nhiều anh em kêu lợp lá nhưng mà bên em không có lợp lá, còn nhiều shop khác người ta làm người ta lợp lá rồi gì thì em không biết, còn bên em riêng bên em đánh cái lục này không có lợp lá như trên màn ảnh nhỏ của anh em, 550.000 đồng bao ship. Thì bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng hai mặt nhá thái gồm có 3 giá 1 triệu, 1,2 triệu và 1,3 triệu. 1 triệu như trên màn ảnh nhỏ của anh em, chất liệu khung inox nan thép lưỡng kim trụ inox móc sắt 1 triệu bao ship. Cái lục hai mặt này thì anh em nên sử dụng cầu tử 35 như trên màn ảnh nhỏ thôi, tại vì cầu tử dài quá thì cái lục hai mặt mà hai bên nó dài quá nó vướng. Thì bên em họ làm hoàn toàn bằng 35.
loại 1,2 triệu như trên màn ảnh nhỏ của anh em, chất liệu cũng giống, như 1 triệu nhưng mà nâng cấp trụ móc tự động, tức là mẫu mã chất liệu như nhau, chỉ có khác cái trụ móc phía trên, một bên là trụ inox móc sắt, một bên là trụ móc tự động. Cái loại trụ móc tự động này là 1,2 triệu. Còn anh em thích nâng cấp hơn một tí nữa thì cũng là trụ móc tự động nhưng mà hai sen xếp cánh bướm, thì là có giá là 1,3 triệu bao ship, như trên màn ảnh nhỏ của anh em đây là giá 1,3 triệu bao ship. Thì cảm ơn anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc.